đã quay trở lại với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thư giãn tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật tất cả những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Thúy Diệm xót xa đau lòng khi mẹ Mai Phương giành quyền nuôi La Vi. Bà xã Lương Thế Thành bày tỏ sự đau buồn về chuyện bố mẹ Mai Phương cứ liên tục ồn ào tranh giành quyền nuôi cháu gái. Những ngày qua, câu chuyện giành nuôi La Vi của bố mẹ của diễn viên Mai Phương đang trở thành chủ đề gây xôn xao dư luận trên khắp các diễn đàn. Tình tiết mới nhất là bố mẹ của Mai Phương đã tham gia buổi phỏng vấn công khai chỉ trích Phùng Ngọc Huy, tạo sức ép đến anh. Giọng ca Điều Kỳ Diệu từ con lên tiếng cho biết làm giấy ủy quyền cho hai cô bảo mẫu chăm sóc con gái giúp anh trong thời gian mình chưa thể về được Việt Nam. Trước những diễn biến của sự việc, Thúy Diễm cũng phải lên tiếng. Thúy Diễm đau lòng khi thấy con gái Mai Phương trở thành tâm điểm để ông bà ngoại giành quyền chăm sóc. Không chỉ có Ốc Thanh Vân, Trương Bảo Như, bạn thân Mai Phương, mà mới đây trên trang cá nhân, Thúy Diễm cũng vô cùng đau lòng khi thấy thương La Vi đã chịu cảnh mất mẹ. Cô chỉ mong cho bé được sống bình yên. Nữ diễn viên bày tỏ sự khó chịu khi biết tin mẹ Mai Phương quyết tâm giành quyền nuôi cháu gái và liên tục chia sẻ gây tranh cãi. Chia sẻ bài viết của cô My, người chăm nom La Vi từ năm 2 tuổi đến nay, bà xã Lương Thế Thành xúc động viết, đọc mà đau lòng cho người bạn, chỉ mong con bé được bình an, cuộc sống thật quá trớ trêu, quá bất hạnh với con mà. Thúy Diễm chỉ mong La Vi luôn được bình an. Những ngày qua, bài viết của cô bảo mẫu được rất nhiều đồng nghiệp của Mai Phương, khán giả chia sẻ và đứng về phía hai chị em song sinh này đang nuôi nấng La Vi. Trương Bảo Như khá bức xúc khi thấy mẹ bạn thân liên tục trả lời bài phỏng vấn kiên quyết giành quyền nuôi bé La Vi. Bạn thân Mai Phương tiết lộ phụ huynh giành quyền nuôi cháu ngoại chỉ vì tiền bảo hiểm. Trước sự việc càng trở nên căng thẳng khi các tình tiết dần hé lộ ra, ông bà của La Vi nhờ đến luật sư giành quyền nuôi cháu. Khá nhiều đồng nghiệp đã bức xúc bình luận và mong cả hai hãy dừng lại nếu thật sự yêu thương đến cháu ngoại. Tacky Minh Huy là người bạn thân của cố diễn viên khá khó chịu và phải lên tiếng cho rằng ông bà tranh giành quyền chăm sóc cháu vì tiền bảo hiểm, anh viết. Không vì mấy tỷ tiền bảo hiểm để trả nợ thì không biết ông bà có thực sự muốn nuôi cháu không? Hay cháu lại viết tiếp những chuỗi ngày bi kịch như mẹ nó từng cam chịu hơn mấy chục năm trời. Bình yên con nhé, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì mọi người sẽ luôn ở bên con. Anh là người đã luôn cận kề động viên và an ủi bên Mai Phương từ khi nữ diễn viên phát bệnh nặng. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, Ái Châu vừa có những chia sẻ nhằm động viên ủng hộ tinh thần cho hai cô bảo mẫu và nhắn đến hai ông bà, gieo gì gặp quả nấy. Những giờ khắc thập tử nhất sinh của Phương luôn có hai bé My bên cạnh, tội hai em, lúc nào cũng thương Phương và chịu đựng bà, mong hai em vượt qua kiếp nạn cuối cùng này, để cả hai và La Vi được bình yên. Con bé đang sống rất vui và rất tốt dưới sự bảo bọc dạy dỗ thương yêu của gia đình nội và gia đình hai em. Ai gieo gì sẽ gặt đó, ông trời có mắt mà, bà xã Huỳnh Đông viết. Hiện tại thực hư sự việc ra sao có lẽ vẫn cần thêm thời gian và bằng chứng rõ ràng. Trên những diễn đàn, rất nhiều bình luận đứng về phía Phùng Ngọc Huy, quyết tâm bảo vệ La Vi. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin liên quan đến vụ tranh chấp giành quyền nuôi con.